Thưa quý vị, ngày hôm nay có thể không phải là một cuộc so tài quá kịch tính về điểm số. Tuy nhiên, nếu mà có một ai đó có ý chí thật là tuyệt vời, khả năng chịu đòn, chúng ta sẽ có nhà vô địch ở đây là Băng Di. Nhưng ngày hôm nay, người chiến thắng về điểm số là Thúy Anh. Những người chiến thắng của buổi tối ngày hôm nay, hình ảnh này thật là đẹp. Theo thầy duy nhất, em đã làm được rồi. Em tin là ngày hôm nay em đã làm cho thầy cảm thấy tự hào. Và em tin là ngày hôm nay em đã thể hiện được tất cả những gì thầy dạy em. Và em đã nghe lời của thầy khi lên sàn đài, không nghĩ đến chuyện thắng hay thua, mà chỉ nghĩ là mình phải vượt qua bản thân mình. Mình phải thể hiện những gì tốt nhất mà mình đã học. Và em đã làm được. Chương trình The Champion nhà vô địch đã tạo ra cho Di một cái kỷ niệm, một cái ký ức. Những năm về sau, Di sẽ coi lại và Di sẽ nhớ lại cái cảm giác của Di ở trên sàn đấu. Di sẽ nhớ lại Di kiên cường như thế nào, Di nhớ lại Di mạnh mẽ như thế nào, Di nhớ lại Di đã chiến đấu như thế nào. Di sẽ mang đúng cái tinh thần đó vào trong cuộc sống đời thường. Di sẽ luôn luôn mạnh mẽ, Di sẽ luôn luôn kiên cường, Di sẽ luôn luôn đối đầu với những thử thách, cho dù nó khó, cho dù nó không thể nào thực hiện, nhưng mà Di sẽ luôn dấn thân và Di sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Giống như slogan của Di là tài năng duy nhất của tôi là không bỏ cuộc. The Champion! Cảm ơn Nova World Phan Thiết đã đồng hành cùng chương trình.